Thì thôi, cái có cái máy farm này là cũng ngon rồi. Mà hơi mệt một tí, xây cái này nó đuối thiệt. Xây bốn đứa mà muốn xanh cỏ với cái game này luôn vậy đó. Ui, Có hai thằng say à? vừa nói xong sấm sét trời Trời trừng phạt sớm à. quá mày. Ê, định coi chùa nữa hả mấy ba? Mọi người có thấy cái gì trên màn hình chưa? 73% là những người chưa đăng ký cái kênh của tôi đó. Mọi người coi chùa dữ lắm luôn á. Nhưng mà không sao, mọi người xem video của tôi là tôi vui lắm rồi. Và ai mà yêu quý tôi thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo từ kênh của Dũng Cường Gaming nha mọi người. Giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Dũng Cường Gaming. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng team vừa tiếp tục cái series Minecraft Skyblock hòn đảo trên trời nha mọi người. Thì tập trước tôi với thằng Quân đã xây được mở rộng lên cái hòn đảo này ha. Và xây được một cái máy. Máy này máy pha bằng cơm. Nhưng mà nó rất là hữu ích ha. Vì nó kiểu khác như hồi xưa tôi chơi. Tôi toàn đặt có một block tôi đập mà. Hòn này nó quá trời luôn. Nhiều vãi teo cả. Rương đựng không hết luôn. Và cái này nó áp dụng ở nhiều server khác được không ta? Được luôn hả? À? Đu ngon nhỉ. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ làm máy gì đây? Máy farm kinh nghiệm. À, máy farm kinh nghiệm đúng không? Rồi giờ bắt đầu vô làm thôi chứ làm gì nữa. Giờ cần máy farm kinh nghiệm, giờ chúng ta cần cái gì? Cần đá. Đá định. Nên đá với cửa sập. Đá với cửa sập luôn. Cửa sập là phải cần gỗ. Ok. Đúng rồi, ui, sắp xét. Thì Quân nó ao cái team của nó ra. Mà nó chủ team mà nó ao team nó ra. Thì cái hòn đảo nó biến mất luôn nha mọi người. Giờ cái hòn đảo của nó là mất hết rồi. Hạt đậu thần, đậu gì của nó la quá vậy, la luôn. Ui, sắp xét dữ vậy. Thì tụi nó đang đánh nhau cái gì ấy. Ui, sắp xét à. Cái này không? Để đánh nhau càng á. Ok. Ủa cái gì? Ôi, có đánh nhà mình kìa, đánh nhà mình kìa. Ủa, có đánh, nhau được hả? Không, xét đánh nhà mình, chứ không đánh nhau thôi. Xem xét dữ vậy. Bà mẹ, ồn quá. Ủa, đánh nhau ghê lắm. Ủa, cứ giết được một người là xâm xét hả? Ừ. Không, nhưng mà giết nhiều quá. Ừ. Để tắt tiếng cái coi. Không rồi. Âm thanh thời tiết tắt hết luôn đi. Để ầm nè, mất cảm xúc. Rồi giờ tao đi chặt cây cái coi. Ui, quá trời sấm sét luôn kìa. Còn nghe hả? Còn. Tao tắt rồi. Thôi tao đi đào mai đây. Mày đứng im rồi. Đi ra đi ra. Xây máy farm kinh nghiệm. Ngon liền. Đi ra. Mà game này không biết bao giờ mới phá đảo. Chơi hoài, chơi mãi, chơi tính khi nào sức càng, sức gì, sức tàn, lực kiệt. Ủa, Yubi vô nhà luôn hả? Dạ. À, do tối quá. Có đủ thêm của mày làm gì vậy? Ừ, sao mày bye bye hay vậy? Tôi thấy nó bye bye mày. Nó mang cái gì chị chú á mày. Nè, giàu nha. Fell into the void rồi kìa. Ê, được có cái bánh quy nè, bánh taco nè. Để dành đi, mấy bốc cái nó cần á. Ăn luôn rồi. Ừ, ăn cũng sao. Cái cúp này đào nó cũng mệt quá. Ráng đề. Ừ, mà đào phát được hai cục không à. Ừ, gia tài mà. Giờ thấy nó hơi lag hơn. Mạng lag. Nhưng mà cũng không lag như là Roblox ha. Roblox giờ này vô nghẹt đứng. Thôi, Roblox thì thua. Roblox tôi không chơi được. Chơi mất công hả, bị chửi này nọ. Chứ sao mọi người vô chơi thì có nhiều người kêu tôi chơi Block Root ha. Rất là nhiều người chơi Block Root luôn, kêu chơi. Thì tôi đã gà mà, nhưng mà tôi lập career để làm cái gì? Lập career để đi đánh lộn. Đi kéo team đi đánh cho vui. Mà kéo team đi đánh thì lại bị chửi, kêu thằng chị Châu, YouTuber này
gà vãi cứt ra, youtuber UCC. Bạn nào mà coi cái video ngày 16 tháng 10 là người biết ha. Đó, tôi có làm một cái sự kiện đó. Thì bạn ấy vào lúc buổi tối khuya rồi. Tôi có vào tôi chơi, chơi với thằng Quân. Chơi mình đánh rồi đi kéo team mình đi đánh chơi chơi vậy thôi. Cái nó vô nó chửi, một thằng nhẹ mình nó đòi hack kênh YouTube của mình luôn, cái ghê chứ. Nó vào kênh tôi nó bình luận mọi người, tôi có game luôn á, tôi game tin nhắn đó luôn á. Nên ai mà thấy thì phải vào xem ha. Bạn ấy rất là hung hăng. Toxic. Đúng rồi, hung hăng quá. Mà tôi thì xử lý rất bình tĩnh nè. Tôi kêu làm được thì cứ làm thôi, nhắm làm được thì cứ làm. Và tự nhiên trong khi đó là tôi chơi game tôi ít bao giờ nhắn tin lắm. Thì khi tôi giết ai đó thì tôi cũng im lặng, tôi không bao giờ nhắn tin ở trong game Lockwood á, tôi ngại lắm. Nhắn như trẻ trâu không à. Đó, mà cái nó nhắn tin nó kêu hả, nó kêu solo 1-1. À, không solo, à, chửi non đi kêu team lại đánh. Trong khi đó tôi không có nhắn một cái từ nào hết mà nó kêu tôi đi chửi non. Không, nó cái bàn đó là cái gì đâu. Thì thêm mắm thêm muối, đầu nhảy số. Mồm bàn nó phát ra từ ngữ rất là có ý thức à. Nên là tôi đóng chấp. Đúng rồi. Tôi đóng chấp là gì. Và video này chắc tôi sẽ ra sớm rồi để cho mọi người biết về cái thành viên, cái thanh niên đó, thanh niên vô học vô thức, thôi kệ, cay chửi, chơi game mà cay chửi cái kiểu sợ thiệt. Nên là tôi ngán Blockwood, nếu có ai mà rủ tôi rồi anh chơi Blockwood đi anh ơi, vô chơi đi thì tôi hơi nhức đầu. Vì tôi là chơi rất là nhiều game chứ không chơi tự game, tôi game gì cũng chơi, game gì chưa trải nghiệm là chơi thôi. Game gì chưa có ở trong kênh thì tôi chơi thôi, chứ ở đó mà Lockwood hay không mà Lockwood nhức đầu. Cộng đồng Việt Nam mình bôi nhọ cái hình tượng thôi, nên là tôi sợ lắm. Ngán ngẩm nên vô Minecraft tôi sinh tồn với anh em cho nó lành, chứ ở đó ngồi nó đi chửi lộn nhưng mà nó làm cái gì. Mấy thanh niên này làm cái gì đây, giàu có vậy? Đang chuẩn bị đồ. Chuẩn bị đồ xe máy farm đúng không? Ừ. Cái tập hôm nay là xe máy farm ha. Để tập sau thì chúng ta sẽ làm những cái khác nữa. Vì làm nhiều thứ không cho nó mới mẻ. Chứ ngày một tập làm 3-4 thứ thì không có vui nữa. Chia ra từng tập làm nó mới vui. Khu đất mình mở rộng 11 mở thành khu thành phố thì thị trấn luôn. Hợp lý. Ủa, mua được dân làng không? Không. Không mà. Ủa giờ sao? Hên thì nó có ra zombie dân làng không ta? Vậy xe máy farm này ra zombie dân làng mà cũng giết mà. À, máy farm thì nó cũng xuất hiện ra zombie đúng không? Cứ mình dũng xịn quá vậy. Xịn mấy gì đập lẹm rặn lòi miệng cứt ra luôn nè. Nó được xịn. Hiệu suất 2 mà, đâu có xịn đâu. Chỉ có đào được vật phẩm thôi. Ồ, đào phát ra hai cái không ta? Sướng. khoái chạy đứt miếng mà không có cái cách nào mà mấy auto farm không thường chạy bằng cơm nhỉ, chứ chạy kiểu này cũng mệt quá. Thôi mấy đó cũng auto farm rồi, mày cũng nạp tiền, mày nạp tiền thì cái tiền đó mày làm ra từ đâu, từ mấy cái lần mày để dành hay làm thì mày đem vô đây mày nạp cũng không, mày chạy bằng cơm ở ngoài, mày không chạy bằng trong game cũng vậy thôi đúng không? Có cách nào mà nó chạy mà không cần làm gì vậy? Ê, làm cái búa được không mày? À, đưa cái tiền trong game cho người ta để người ta làm giùm. Ủa, cho mày làm búa được không? Không. Không à. Cũng kiểu thuê. Nhìn là cày mệt quá. Cày chay hơi mệt. Ừ. May có người hỗ trợ ha. Đâu, cày hết trời luôn. Cuối á, tự nhiên cái server nó reset hết luôn. Thế không. Là tao mất hết. Server bị lỗi á hả? Rồi, lâu lâu cái bị sập á. Là nó reset hết tất cả đảo luôn. Reset hết luôn, làm tao mất hết luôn. Rồi xong rồi AD có bồi thường gì không? Đâu có reset hết đâu. Không, nó reset hết đồ luôn á, reset đảo luôn. À là do có mình mày bị rồi, chứ tao đâu bị gì đâu. Đúng, server khác. Tùy server. Ừ, còn cứ mỗi tháng á, nó sẽ reset lần. À. Nếu mà vô, không vô kịp á là nó reset hết đồ luôn á, là không để luôn. Nó reset để giảm lắc đồ cái gì. Nó giống kiểu như update lên.
giảm lắc với lại giảm lượng Echelon đó, lọc ra. Thôi nhưng mà có điều là nó lấy mấy cái hơi mệt. Tôi đập tôi mệt quá. Đập mệt quá. Mệt vãi tèo quá. Ủa Tuấn ơi, đâu cái máy farm của một mình ở đâu? Cầm cái thang này rồi đặt đi lên từ từ nha. Đặt đi theo tao. Tao làm được cái máy farm mà kiểu máy farm lúa mà chỉ cần bấm cái gạt đó là nó sẽ tự trôi đi luôn. Hay vậy? Có này là không biết làm cái kia. Tức phải không? Đây, có chế độ redstone nha. Có chế độ redstone nè. Ừ. Kim cương trong này để làm cái gì? Để bán cái gì? Bán không thì mày để dành mày làm đồ, sau đó mày đi gen kiếm cái đồ ngon rồi đi bán. Được. Cao giờ xây cao thêm không? Không đủ rồi, đủ rồi. Có 21 block rồi. Là full à? Không phải, 21 block thì mày farm kinh nghiệm được. Còn kia nó còn cao hơn nữa là rớt xuống nó chết rồi. Nghe còn muốn farm đồ là khác nữa đúng không? Mở rộng ra. Khoan, đừng. Cao hết. Ngày về đừng nó tạo nước tạo đồ đúng không? Đi dồn zombie xuống. Mày có đất không mày? Đất nè, tao quăng xuống nè. Bỏ rương á. Đúng rồi. Gì? Bây giờ mày xây giống vậy nè, xây lên bao lại hai ô. Đó, giống vậy á. Rồi đi dọc mấy cái đường này nè, đi qua đây luôn. Hai ô nha. Ôi giời, mém té. Rồi, có bít này không? Không. Nè. Ở đâu, bên đâu? Ê, có bít cái đường này, nhẹ không? Có, tí té nha. Nhẹ cái gì? Bà, ừ đúng rồi. Ok. Không xây bằng kim cương cho nó ngầu. Mẹ ơi. Có kính không? Nếu có kính luôn. Xem kính cho kính đẹp. Làm gì? Mày xây kính, mày xây mấy pha mà mày xây kính thì con nào spam? Ồ, nó không spam mấy kính à? Không, kính sáng quá. Chói rồi cái kiểu. Game định luật vật lý mày. Nhậu quá à. Sắp hết đá rồi. Lo gì còn nhiều mà. Đây trong túi tao còn gần một stack. Trong túi còn 5 stack hơn nữa. Không đủ thì mua thêm. Rồi xong rồi. Khoan nha. Bây giờ là cũng sập. Đù. Ê, hay nhờ. Ê cho tao một cái xô được không? Xô hả? Này được cửa sập miếng rồi tao làm nha. Nước á. Nè. Té chết. Từ nãy giờ tao xây thì tao té. Ôi, tao mà xây cửa sập ngáo thế. Dưới đây khoan hẳn xây cửa sập đã, đợi xíu. Còn bật cửa ra đúng không? Đúng rồi, bật cửa ra. Dẹp đèn lột. Gắn lột rồi. Rồi. Ây. Trời, bẩm. Khó nhờ. Ngáo liền. Đường hai mấy farm là nằm bên tay mặt đúng không? Không, nằm đâu cũng nữa. Ý mình để bên tay mặt nữa. Ôi. Ê, sao tao thấy chết, kẹt luôn rồi. Ủa, đâu đâu? 1, 2, 3, 4. Xong phút này. Sáu cái cửa sập. Ui. Không, bây giờ cụ Tuấn. Bây giờ, ra đây. Đứng đây. Nếu đủ quá, mấy đủ cửa sập rồi. Từ đó. Lắp hết à? Đúng rồi, cái này phải lắp lại. Để được cơ mày lấy nước cho ta. Mày không lấy luôn. Lắp đây chứ làm gì. Rồi. Cái chỗ này phải đập ra rồi. Rồi. Hết đá rồi, có đá không? Đá à? Nè, nhảy qua. Nhảy không hiểu được.
Nhảy lại đi. Nè đưa con kia. Nè. Gơm gơm. Ủa thì bù siêng năng. Cũng như công. Ok. Cần cù với siêng năng là một. Cần cù người đó là cần cù bộ thông minh mà cần cù bộ siêng năng là ní. Có hạt giống không? Có hạt giống không? Hình như là ta bỏ rương ấy. Giờ là còn đá đúng không? Bây giờ là xây lên hai block. Ơ đặt sai rồi, đứng đặt sai rồi. Thằng cụ lấy hết rồi. Ừ, 1, 2, 3 chứ lộn rồi. Thằng cha cụ. Giờ là xây lên. Ê thiếu nè. Không, đủ dư. Hai block rồi. Ủa ơi, đủ rồi. Không, xây lên 3 block lận. 1, 2, 3. Rồi nấu qua. Đúng. Đi dọc nguyên cái bờ tường luôn á. Nè. Đến bố mày mình luôn nè. Ok, Dũng ơi, xây sai rồi. Sao? Xây lên hoài luôn. Đừng có đi ngang. Xây thành một bức tường, hiểu không? Vậy gì? Ừ, đúng rồi, chuẩn, 10 điểm. Thì tao làm gì mà, ý là tao nhảy thử. Giờ là té xuống dưới không có lên được nữa đâu nha. Ghê hả? Bích đường rồi. Bích cái đường lên rồi. Đập lên. Kìa. Nè. Nào đặt mà lóc phê ta. Nghe cộp. Ok. Ây dồi. Rồi đập lên đi chứ làm gì nữa. Xong rồi bít hết là làm gì đây. Chết dồi. Còn đường nè. Đi lên, đi này, đi này. Rồi. Sao của Tuấn ở dưới rồi. Tuấn nó lên không? Không, của Tuấn không lên. Giờ là thấy thấy mấy cái đường viền không? Ừ. Đây để đánh dấu cho rồi xây thành một cái hình vuông nhất lại. Vậy đúng không? Ừ, đi. Nhưng mà vậy. Đi dùm dòm thấy đường viền nha. Ừ, đó đúng rồi đó. Rồi. Có làm tường không? Hay là chỉ sao gì thôi, trên vậy thôi. Chưa xong mà. Rồi té. Làm xong cái ruộng này à. Thiếu cửa sập rồi, bây giờ là phải lắp lên mấy cái lỗ này nữa. Tối rồi. Không có đi ngủ được đâu. Không có giường à. Không phải là không có giường à. Mà là nguyên server chơi mà, đâu phải có mình chơi đâu. Tưởng nó tạo được cái kia chứ. Nguyên server chơi. Vậy là 100 thằng phải ngủ. Đúng rồi. Tôi nghĩ là quát 100 thằng ngủ được. Chửi. Nó đấm vô. Ê à. Ngoài mà là nguyên mày kêu tụi nó ngủ rồi nó ngủ liền. Ok. Nó thắt đá mẹ rồi. Khoan. Để làm cái này phòng hờ nó. Tụi nó bị kẹt ở đây mình chết. Tao làm cái này là tụi kia nó không đập được. Cái này tao thui luôn. Ừ, tao thui luôn mà. Bây giờ tao đang cần đuốc nè. Vậy thay đá bằng đất được không ta? Không biết, nhưng mà đất hơi tốn. Tại đá mình đập được, mình đập cho mấy farm ra có. Nhảy xuống cho chết đi. Thôi đừng lấy đất, lấy đá thôi. Thì lấy đá đó. Nó làm thêm mấy cái cửa sập luôn. Làm nhiều nhiều nha, làm cửa 3 sẽ tắt đi. Có gỗ đâu. Ba dưới không? Tôi quăng gỗ xuống nè. Đây đúng không? Cửa sập gỗ sò. Ê zombie. Bên dưới đang có zombie rồi, nên chắc chắn là sẽ có zombie. Ủa gì bay vậy? Éo vậy? Nó xài đuôi giày chúng chạy á. Wow mẹ. Hay vậy? Mày mua không? Tao mua cho mày cái. Có một cục đá à. Rẻ mà thì. Gì? Một cục đá củi á. Ừ, một cục đá củi là đổi được đôi giày đó. Vãi. Mày mua không? Tao mua cho. Rồi tí đi. Đôi giày đó khó chịu lắm. Bay kiểu như là cái lúc mình cần đi xuống thì nó lại bay lên á. Giày ngu á. Ừ, giày ngu. Nè. Mình nó cũ không?
Cái sập mày đúng không? Mày thằng Kim nó giết tao đó mà tao nhảy vô được á. Ủa cơ sập nãy tao muốn mày đâu rồi? Mày tao đưa á. Ủa mày kêu, tao kêu rửa sập mà sao mày đưa phiến gỗ? Gì ba? Trời. Rồi hết gỗ luôn rồi đó. Không, tao còn nhiều, tao còn nhiều. Cửa sập mà. Dũng à. Đưa 64 phiến gỗ luôn. cái này đẹp chứ. Cửa sập đâu ta? Cửa sập là để 6 cái ở dưới, chừa 3 cái trên lại. Chừa 3 ô trên lại. Ờ, chụp xe đúng rồi đấy. Rồi. Ở cửa sập nè. Lên tiếp. Ui dồi. Đi chết. Nhiều thế. Cái này cần bây giờ là một cái một tầng của nó là một stack. Bây giờ tôi xây 3 tầng là còn 3 stack là còn thiếu 2 stack nữa. Nếu giờ còn dư 2 stack mà. 18 x 8. Dũng ơi, mày có thấy cái nhà nào ở dưới không Dũng? Ừ. Cái nhà tạm đúng không hay gì? Xây thành lâu đài là... xây y chang này tiếp. No. Đi đi đường vuông nữa vậy. Lắm vậy. Chỉ có 3 tầng thôi, không thì tôi lên 4 tầng. Cửa sập, đưa cửa sập đây. Tối quá không thấy được. Kìa sao lại đưa phiến gỗ. Ok. Lâu. Ủa, tao đưa cửa sập cho nó mà. Lộn, tao cầm cửa sập cũ. Chữ này mà sẽ bị một tát. Khó cứt. Dạo này gì? Dạo này tịnh tâm lại hết tát à. Bớt tát lại. Dù xưa tát nhiều lắm. Là do mày là nhân vật chính nên mày không bị tát. Có đâu, nhân vật chính như mày tát mình thường. Ác bay răng luôn. Ủa, thằng Dũng xây xong nhanh vậy? Xong rồi. Rồi mày lắp lại đi. Nè, đưa đá nè. Chết rồi. Đâu còn? Còn không nhiều không? Cũng cỡ 1 stack rưỡi. 1 stack thì không đủ đâu. Làm cái này mệt chứ ta. Ok, mới có tí là mệt. Mày mà làm 4 đứa đó. Sao? Bữa tao làm một mình luôn mà, đâu có ai phụ đâu. Không là xanh cỏ. Cái đó nó làm mình chỉ có cái gì ta. Cái farm này là tao tự làm. Tí lại té. Redstone trong này nó không có spam ha. Rồi, cái tone đó. Té nhiều. Hầu như hết là không spam luôn á. Mà lâu lâu vẫn có đúng không? Không luôn. Tao chưa thấy ai đào được redstone, nó toàn mua mà. Toàn đổi. Rồi hết đá rồi. À, nó bôi nhỏ, nó kêu mình này nọ. Ừ, ai bôi nhỏ qua đó lóc rút. Mình đã không nói rồi, mình cứ im đi, kệ người ta đi. Tao im ghê, tao đâu nói gì đâu. Xong bắt đầu nó vô YouTube, nó bình luận vô. Nó nói, ui tao kêu nó non. Trong khi đó tao không có nói một cái từ nào luôn. Dũng chả nói gì mày, buồn cười đi. Tôi ngồi tôi đánh rồi cho Discord nè. Tao đang đứng yên. Tao còn kêu Quân im đi, đừng nhắn làm gì nữa. Mà sao lại nó lại kêu tao bảo no, nó no. Chơi thêm tầng nữa không? Uầy, mày chơi 4 tầng á, chơi luôn. 4 tầng này càng nhiều zombie đúng không? 4 tầng này hả? Ừ, càng nhiều thôi. 4 tầng tay thế cho mấy farm cao cấp thôi chứ có gì đâu. Thì vậy sẵn quốc 5 tầng luôn. Sai không? Dứt luôn. Thôi 10 tầng mẹ đi. Thôi mẹ ơi, 10 tầng xây đến nổi. Xây mệt lắm. Rồi 5 tầng trước đi tính. Rồi, mất một cái cửa sập. 5 tầng, giờ đang mấy tầng? 3 tầng đúng không? Giờ là zombie nó tự ra được rồi đúng không? Ừ, được. Nhưng mà mình đứng trên đây mới ra. Chuẩn. Xong. Giờ lên tiếp. Lên 3 tầng. Còn đá không? Còn. Mà làm 4 tầng đó là lúc nào cũng có quái luôn á. Ghê. Thôi 4-5 tầng luôn đi. Thôi mày ơi, 4 tầng thôi được rồi. Chẳng cao luôn quá. Không, không, cao quá nó không cho. Vậy 4 tầng cao thôi. Cao nhất là 100 block.
Vậy 4 đây là tầng 120 rồi nè. Ghê hả? Ừ mà sâu rồi, nhìn thấy sâu rồi. Ê, Dũng ơi. Nó là gì? Mày xây sai rồi. Sát tường. Gì đây? Sai rồi. Tao quên xây sát tường. Rồi xong rồi. Còn gì nữa? Khoan. Ở dưới hình như thiếu cửa sập á. Không, ở dưới đủ. Mà sao cái ruộng nó đâu, nó lâu lớn quá ta. Ruộng thì ruộng giỏm rồi. Ừ, cây trong đây lâu lớn này. Như nó giảm thời gian nó lớn là lại á. Còn cái của tao thì nó lại lớn nhanh vậy. Lớn nhanh quá thì nó bị, nó lại bá quá. Mày lại có nhiều đồ quá. Rồi mày nhìn thấy cái chỗ kia tao xây xong rồi, để tao lên tao chơi cho mày. Mày lên cũng không được đâu. Mày lại chặn đường nha. Chặn gì nữa để mày đập sao? Khoan, để tao làm cho Dũng cái này. Cái gì vậy? Mày xây cái máy đi. Xây từ cái ô này nè. Đây. Lấy cái ô của tao làm chuẩn nè. Đây nè. Full rương rồi. Ở đây để tao nhặt lại không sao. Quên, xem của mày đưa tao này. Nè, lấy cái ô của tao làm chuẩn. Kéo ngang hết luôn đúng không? Rồi, kéo ngang. Xây cái máy á. Lọt mẹ ơi. Ê, cháu mượn đi. Tao làm đi. Cháu tao mượn thôi. Thì đâu. Ghê. Mượn cái đầu bí ngô. Không. Bí ngô là để trồng mà. Bí ngô đổi ra hạt để trồng chứ. Nhưng mà để tao. Khi nào nhiều bí ngô đi hắn lấy. Tao lấy tao nêu. Thì này mua chó được không? Có gì ba ha, làm gì có pet đâu mà cho. Không cho luôn hả? Không cho. Thế giờ mua vẫn được. Ủa chết mẹ, nó lên cao quá. Té 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 té. Một lóc nữa té. Ừ. Tôi lỗi rồi á. Rồi hay tụi tôi rồi. Tụi tôi tối rồi đó. Ráng mày xây trên đây nha. Tao tưởng con gì nữa. Tao không cần bay mà đứng cứ bay. Bình tĩnh mà đặt nha. Bình tĩnh mà đặt. Từ nha. Không. Rồi xu. Khoan, để đi xuống đây chỉnh lại mấy cái cửa sập ở phía dưới nè. Ừ, Dũng lo mà đi làm mấy cái cửa sập lại. Ê, to như vậy được chưa? Hay to hơn nữa? Tại để ở trên đây, không có biết gì á. Đây tính thui à. Rồi té. Đi kiểm tra của cửa sập được đóng hết chưa ấy mà. Mày xong rồi thì mày đóng lại nha. Ở đây nhảy mới được. Có cái đụng cái gầm. Không thì mày bật cửa sập qua mày đi á. Được mà, bình thường. Rồi xong rồi, full rồi. Rồi ok. Đẩy cái nắp lại đi. Rồi. Rồi giờ nhảy xuống đúng không? Ừ, giờ mày nhảy xuống đi. Xong rồi đó. Không có bon. Ok, cuối cùng cũng xong có mấy farm, mệt vãi. Đuối. Rồi. Ôi ôi. Mày tính thảm hại tao à? Giờ xem cái thành quả coi như thế nào. Ồ, khủng khiếp. Muốn xem đi, đi ra đây xem nè. Đồ. Kìa, to vãi cực. To vãi, ơi một cái bàn rap tin chứ chảnh kìa. Quên đập ấy. Xuống. Thôi kệ đi, bỏ luôn. Thôi kệ, làm cái công trình cho anh. Đừ, bự vậy. Ủa? Tao nghe tiếng xương rồi. Ở đâu ra vậy? Con này đâu ra vậy? Sao bam trên kia, sao bam trong đây. Tối quá nè. À, rớt rồi. Nhanh không? Dớt. Đứng xa xa nha mấy bà. Thôi đi ra đợi nhiều tới thôi. Ú, được bánh kìa, rớt bánh quy ra đó hả? Ê, tao muốn mày. Cho tao mượn xô nước thôi. Ok. Sao lại chết luôn? Mượn xô nước. Nếu mà chết luôn thì mình phải để nước ở đây, đúng không? Không cần. Mày để nước ở đó là mày đánh mệt lắm á. Chứ đó là cần làm thêm hopper, làm cho tao thêm 2 cái đi. Mấy anh Ấn Độ làm phim Ấn Độ làm phim ảo lắm.
Khoa học viễn tưởng. Đi ngủ đến định luật vật lý. Cắm dưới đây được đúng không? Được, cắm đi. Bình thường. Nè, kinh nghiệm vô. Ủa hình như tôi thấy có mỗi con Reaper còn sống á mày. Ờ đúng rồi, Reaper máu trâu hay gì không biết. Zombie chết hết luôn. Giờ là không cần không sợ thiếu đồ ăn rồi. Kìa, thấy ông Zombie sao chết hoài ta. Mày để dành. Cái gì mày để dành vài stack để tao đổi cái đâu. Đúng rồi. Ủa? Nữa. Ủa? Ê Dũng. Cho mẹ này nè. Tự nhiên thế nào tao ăn hết luôn vậy? Ủa? Ăn gì? Còn Butcher là gì đây? Butcher là gì? Butcher ai? U cái thứ gì vậy? Ôi cái gì vậy? Kìa đánh nhau. Hết hồn. Quen luôn rồi. Rồi và cái máy farm này thì máy farm kinh nghiệm thì thấy hơi kỳ kỳ, zombie chết hết. Này thì mày đòi 4 tầng hả con? Thì giảm tầng lại. Thôi được rồi. Để đi, mình farm farm creeper cũng được. Cái cây này tao không hiểu tại sao tụi nó lại chồng sát nhau gì được luôn á. Chồng sát gì đầu nó lên thấy chưa? Tao nói rồi, nó không có lên được đâu. Bốn cây là chồng 7 ô nha. 4 cây là chồng xa 7 ô nha. Và cái khu farm này thì tôi thấy nó cũng hiệu quả ha. Này thì thôi cái có cái máy farm này là cũng ngon rồi. Mà hơi mệt một tí, xây cái này để đuối thiệt. Xây 4 đứa mà muốn xanh cỏ với cái game này luôn vậy. Ui, hai thằng say à. Vừa nói xong thấm xét luôn. Trời trừng phạt à. Ok, và video của tôi đến đây là hết rồi nha mọi người ơi. Thì ai mà thích cái video này thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy comment ở bên dưới video cho tôi biết là mọi người đã trải nghiệm cái tựa game Skyblock này chưa nha. Thì cái máy farm này rất là bá đạo nha, mọi người có thể làm thử. Mà làm thì đừng có cao quá như tôi nha. Như tôi thì tôi đòi hỏi cao cao tí, làm thì xanh cỏ luôn. Nâu mè mắt luôn rồi. 3 ô là được rồi. Rồi 3 ô là 3 tầng thôi là ok rồi. 3 tầng. Ok, và tôi là Vũ Mưu Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn cũng mệt tốt lành. Xin chào. See you again. See you later. See you later.